Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp điện rồng. Hiện tại thì mình đang ở dưới địa ngục và đang trong một cái pháo đài nè. Tình hình là mình đang muốn đi săn những cái đầu xương đen để mình đánh một cái con boss leader. Nhưng mà có vẻ săn hơi khó đây. Thật sự luôn. Mặc dù bây giờ mình đã có cái dòng nhạc rồi á, nhưng mà săn cũng rất là khó luôn á. Thỉnh thoảng mới gặp mấy ảnh ấy. Hồi nãy mới thấy bên đây có nhiều lắm nè, mà mình dừng lại một xíu thôi mấy ảnh biến mất tiêu hết trơn. Cây thì có chứ. Bởi vì gặp mấy anh xương đen là mình phải tranh thủ mình chạy lại mình xử lý mấy ảnh liền, chứ không thôi là mấy ảnh biến mất đó. Này nè, bên đây có con quỷ lửa nè. Quỷ lửa hả? Bắn. Từ Cẩn thận. Mình mà bắn trúng cái anh zombie Batman thì mệt nữa. Mình chỉ sợ bắn trúng cái anh người heo thôi. Coi khúc này còn xương đen không. Ồ, cái này có đường ra luôn nữa. Ê, đã vậy đằng kia còn có cái ụ gì nữa kìa. Nhìn ghê vậy. Cái kiếm Say Blessing cấp độ 5. À, dòng đó thì mình có cấp độ 8 luôn rồi, không cần đâu. Xác với xương hay là lấy xương đi không? Nó còn cho mình một cái lava charm nè, hình như cái này có thể giúp mình kiểu như là chống lửa luôn. Im á. Được, mình sẽ thử gắn cái lava charm nó vô coi nó có cho mình chống lửa dưới nhung nham hơn không nha. Chứ nhiều khi mình rớt xuống nhung nham các thứ nó hay bị mất máu lắm. Rồi mình đang đi qua một hướng khác. À, có quỷ lửa. Quỷ lửa nè. Từ từ. Có hướng này còn rương không? Tại vì lâu lâu ghé qua cái pháo đài địa ngục này á. Mình gán vét được bao nhiêu rương thì mình vét ha. Có vẻ dưới này không có rương rồi. Để bây giờ thì mình sẽ tò mò lên cái ụ này coi. Trên đó có gì? Ô, còn giờ không kịp. Con Reaper rơi ra cái gì đây? Spore. Làm được cái lọ thuốc gì rất là ghê ha. Để mình đi lên đây luôn coi. Nhìn rất là giống cái pho tượng của con Ghast luôn. Không biết có phải cái này có liên quan tới Ghast hay không nữa. Nhảy lên. Nè, đúng rồi. Cái này là cái lồng spawn của con Ghast nè. Hên thiệt. Để mình đi xuống dưới thử. Giờ mình sẽ đi xuống dưới theo đường này đi. Từ. Ở dưới nó còn có cái lọ gì kìa. Ghê vậy. Cái này thì mình thử lượm đi, một xíu về mình nghịch sao. Nghịch cái đó, mấy cái đó vui lắm. Còn có cây gậy sấm sét nữa nè. Yeah. Có cái để nghịch tiếp rồi. Cái lọ trái tim này mình có thể dùng để có thêm một trái tim màu vàng á. Gương mega luôn. Cái kiếm quá trời dòng enchant. Đẩy lùi cấp độ 5. Găng tay leo núi các thứ. Kim cương. Im. Fire jam thì có nên lượm không ta? Chắc lượm tạm đi ha. Rồi thạch anh các thứ thôi. Và cuối cùng là một cái rương bạc. Một chút khoáng sản linh ta linh tinh. Và cuối cùng là một cái lọ thuốc gì đây? Lọ nước chứ. Lọ nước này uống không biết có bị sao không nữa. Giữ trước đi ha. Còn cái này coi mình. Ủa mình để nó mát rát lên được nè. Hình như cái lọ này. Khoan. Mình nhớ nó quen lắm. Hình như nó để triệu hồi một cái con boss ghast thì phải. Để mình nghiên cứu thử coi cách triệu hồi con boss này như thế nào. Thì để sau này mình quay lại sau ha. Chứ bây giờ thực sự là mình không nhớ nổi. Cũng im, tìm ra được một chỗ. Cho mình một ít đồ ha. Quá là tốt luôn. Rồi, giờ thì đáp xuống đây để kêu mi ra coi. Không ra, rất ít khi kêu mi ra luôn á. Ủa mi đâu rồi? Oh my god luôn. Hình như mi đang... mình nhớ rồi, mi đang bận ở nhà rồi. Không triệu hồi ở dưới này được.
Hồi nãy mình qua đây mình đi bằng Storm Cutter nên giờ mình kêu My qua thì hơi khó ha. Thôi gì mình đành phải lội bộ tiếp thôi. Cậy đi bộ đi, dưới này cưỡi rồng cũng hơi nguy hiểm. Tại mình muốn đi khám phá một xíu dưới địa ngục á mà. Tại vì mình không biết là dưới địa ngục có những cái con rồng nào hay không ấy. Từ đầu tới giờ thì mình chưa phát hiện con rồng nào ở dưới địa ngục ha. Nên tỷ lệ cao là chắc không có rồi. Phải có là hổm gài, ít ra mình cũng phải gặp một vài con chứ đúng không? Đằng này mình không gặp con nào luôn. Hello các bạn, mình vừa tìm được một server Skyblock rất thú vị, phù hợp cho các bạn có máy tính có hình yếu, đó chính là server My Ahihi. Server hiện tại đang có rất nhiều người chơi, nhiều sự kiện như là đánh boss, nhặt hòm tiếp tế. Với lối farm mob stack, kiếm một lần được cả đống đồ luôn, nên các bạn có thể tha hồ cày cuốc, đúng kiểu làm giàu không khó ha. Chỉ ngay cùng mình tại server My Ahihi các bạn nhé. Công việc đầu tiên sau khi mình trở về nhà là mình sẽ làm nốt những cái phần thức ăn cuối cùng. Tại vì hôm nay sẽ là một ngày mà mình sẽ cho rồng ăn rất là nhiều á. Nên bắt buộc là mình phải kiểu như là tích cực cho làm những cái phần thức ăn cho rồng nè. Còn riêng những cái khoáng sản thì mình sẽ cất bớt vào trong rương ha. Mình đang bắt đầu chuyển dần sang dùng cái kho bên đây rồi. Mình sẽ kiểu như là ít dùng cái nhà cũ hơn á. Còn mấy thứ lặt vặt này thì để dưới này cũng được. Rồi, và bây giờ thì tới công đoạn mà mình đang rất là mong chờ luôn, đó chính là ấp cái quả trứng rồng bờ Territ này. Đó, quả trứng rồng này hôm qua thì mình có nhặt được trong cái chuyến đi khám phá ha. Và mình chưa biết là nó sẽ chạy bằng cái máy ấp trứng rồng nào đây. À, nó chạy bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nước ha. Ok, vậy thì dễ rồi, mình chỉ cần đi múc nước. Múc nước cho vô thêm thôi, để đảm bảo là quá trình ấp nó không có bị thiếu nước ha. Xong phần. Giờ thì tới chuyên mục là chăn nuôi rồng. Ở đây á thì từ mình sẽ kêu rồng My ra. Tại vì rồng My là em rồng đầu tiên mà mình sở hữu á, nên mình sẽ chăm cho My nhiều nhiều một xíu ha. Hôm nay thì mình sẽ thử cho My lên level 100 luôn, để coi khi mà My lên level 100 thì sức mạnh sẽ đạt tới mức nào ha. Đồ ăn thì để mình nấu lên xíu đi, cho nó chín hết mấy cái đồ ăn lên tinh tinh này. Nấu đi, mấy thứ lặt vặt cho trong bớt nè. Rồi giờ thì tới công đoạn cho My ăn nè. My ăn em. Tới giờ ăn rồi. Đây, ăn cho ăn hơi lâu đó nha. Rồi, cố lên. Đó. Không biết cấp mấy. Trời ơi, bây giờ My nhìn ngầu lắm kìa. Lại đây ăn tiếp này. Trời ơi, mới cho ăn xíu đã chạy rồi. Bình thường làm gì mà được ăn nhiều giống như vậy. Tại bữa nay hơi giàu một xíu nên cho ăn nhiều xíu á. Tranh thủ mà ăn đi em. Ăn đi. Quá liệm luôn. My bây giờ đã được 60 mấy máu rồi cơ. Không biết lên level 100 sẽ được bao nhiêu máu ha. Mình đoán lên level 100 bèo gì cũng cỡ 100 máu ấy, chứ không ít đâu. Tại vì cấp 64 thì đã được 66 máu rồi. Cấp 100 cũng cỡ 100 lẻ mấy máu ấy, chứ không ít. Như vậy thì đi chiến đấu sẽ rất là tự tin ha. Và cái cục ở ngực My bây giờ nó đã to rồi nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Úi giời ơi, quá dữ. Hôm nay thì sẽ cho My quẩy một bữa thật là căng ha. Quẩy khi nào mệt thì về thôi. Hả, ăn hết luôn. Ủa, 80 mấy rồi. Quá là đẹp luôn á. Mình nghĩ em rồng nào cũng sẽ đẹp giống như vậy thôi, nếu mà mình kiểu như là có đủ điều kiện để cho lên cấp cao ha. Mỗi em rồng đều có nét đẹp riêng á. Trời ơi, rồng My kìa. Đổ lên. Gần đạt tới level 100 rồi. Không biết lên cấp 100 thì em rồng sẽ mở khóa thêm những kỹ năng mới hay không á. Rất là tò mò luôn. Cấp 94 rồi nè. 95. Và chuẩn bị 96, 97, 98, 99, 100. Đây là em My ở cấp 100 nè. Nhìn cái tướng đúng lực luôn. Xuống đây em. Không chịu xuống rồi. Mình sẽ lên. Có vẻ là không mở khóa thêm kỹ năng mới, nhưng được cái kích thước to hơn. Và sát thương của đòn đánh thì chắc chắn sẽ tăng lên rồi đó. Đằng kia có con rồng ấy kìa. Có con rồng mà hôm qua là mình văng game á, nó đang ngủ. Để mình ám sát nó cho các bạn xem. Tấn công em. Ui, tấn công một rồi.
này thì rộng nè, tấn công một cái bay đi chỗ khác liền. Được được, mình sẽ tốt nhất nên đánh lén nó thôi. Hi. U. Hộp rồi, hộp rồi, hộp rồi. Lại lại lại. Hi. Ôi ôi sao bắn nhiều hộp. Lại nữa nè. Chẳng lẽ hộp nữa, hai hit rồi. Nó dính được hai hit của em rồng mình rồi. Ba hit để coi bao nhiêu hit là chết con rồng cấp 75 nha, con đó nhiều máu lắm. 4 hit thôi. Các bạn thấy sức mạnh kinh khủng của My khi đạt cấp 100 chưa? Cái con rồng đó mình không nhớ rõ tên, nhưng mà đại khái nó là một con rồng có sức mạnh nè, cũng như lượng máu rất là nhiều, cỡ em rồng vua vậy đó, không có thua xa đâu. Mà em rồng mình tiễn trong á 4 hit thôi. Quá là mạnh luôn á. Ơ ơ kìa. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai mà. đi quýnh lén cùng rồng kia rút cuộc rồi bị văng game luôn chứ. Sợ thiệt. Thôi bỏ không đi quýnh lén nữa. Rồi và cái trứng rồng bờ Terrix của mình cũng đã up xong rồi nè. Hồi hộp quá đi, không biết là sẽ là một em rồng được hay cái nữa. Và ở đây nó còn có những em rồng kiểu dạng hiếm á, không, mình chưa có được em rồng nào giống như vậy hết, nên mình cũng không biết cảm giác đó như thế nào nữa. Rồi mình sẽ đặt tên cho em ấy là Berterit ha. Berterit. Đây Berterit. Ồ em này là kiểu dạng bình thường rồi. Mà thôi kệ đi, em này thì sẽ thích ăn cá chân thịt thỏ dưới súp hả? Cá, ê có cá thì hình như mình có. Đợi mình xíu. Ủa cá không phải đường này. Từ từ. Cá để mình tìm cá cái đó. Đây, đường cá đây nè, ăn cá đi em ơi. Tại vì hôm nay mình chưa cho Berterit ăn được. Hôm bữa mình nói là mình sẽ cho rồng còn một em rồng mới cấp 1 thôi. Em rồng nào ta? À đây nè, em Hybrid Terra. Hôm nay thì em vẫn còn cấp 1 hay sao hả? Nè, rất là tội nghiệp luôn, cho ăn miếng cá nè. Nên hôm nay mình sẽ cho em ấy lớn lên ha. Chứ để em thôi tội nghiệp. Mang tiếng nuôi rồng mà. Rồng bây giờ vẫn còn cấp 1 nữa thì tội nghiệp lắm. Đây cho ăn nè, mau lớn nha, ăn đi. Hôm nay ưu tiên cho em luôn á, mình sẽ cho ăn lên cỡ cấp 25 á, để coi cỡ đấy thì mình có thể cưỡi được hai rớp Terra hay không. Mình mong là có thể cưỡi được để mình đi quẩy ở dưới nước á. Mình có đúng em rồng này là sống dưới nước thôi, nên mình sẽ rất ít khi dùng á. Đây tiếp tục. Rồi cái này mình nghĩ là cấp 25 là không cưỡi được rồi, tại vì còn nhỏ quá. Này cấp 25 mới thay đổi hình dạng một xíu nè, nhưng mà vẫn còn rất là bé luôn, vì sao mà cưỡi được. Mình còn cỡ 20 phần ăn nữa, không biết là đủ cho hai rớp Terra trưởng thành hay không. Đây mong là đủ nha, mau lớn đi cho anh nhờ em ơi. Sao mình tới no hop vậy trời. Cấp 40 mà còn rất là nhỏ luôn. Xong phim rồi đó. Xác định rồi. 45 rồi nè. Eo no. Cho ăn 45 phần thức ăn mà bự hơn Berterit một xíu hà. Ủa mà bây giờ mình mới để ý, hình như Berterit tới 4 con mắt là không qua. Mỗi bên 2 con. Trời, rồng dữ, rồng 4 mắt. Cái tướng đúng kiêu hãnh luôn á. Được thật sự. Nhưng mà có vẻ hôm nay là mình không thể cưỡi được một trong hai em này rồi. Hồi nãy nhiều khi mình đầu tư cho Berterit thì nhiều khi Berterit có thể cưỡi được á. Mà thôi đi, để bữa sau nha. Berterit để bữa sau đi, anh cho em bye. Còn giờ thì hai rớp tay ra ở nhà tiếp đi, không cưỡi được thì đi đâu bây giờ. Su cà na thì chứ. Và mình sẽ có một vài cái món đồ ở đây để coi mình có thể mở ra được những cái đồ gì xịn xịn hay không nha. Những cái rương này nhiều khi nó ra. Ôi bay được luôn hả? Wow. Ủa hai rớp tay ra sống dưới nước mà bay trên trời được luôn kìa. Gội dướng đồ cây rồi. Lạ vậy. Rồi mở cái rương bạc trước. Trời, một cái sẻng màu đỏ. Mining nó có 8.26 thôi, nó chậm hơn cái sẻng của mình rất là nhiều luôn. Vệt không bằng. Tiếp theo
một cái cung. Cái cung này power multiplier thì nó 2.4 ha. Có thể làm yếu cái địch 1 giây. À tức là mình bắn xong là cái địch sẽ bị yếu 1 giây á. Ồ, ra là vậy. Gì cho gì đây? Ui cho cục than. Cho pháo bông nữa chứ. Ok. Như vậy thì hai cái rương không cho gì xịn sò con bò hết. Suganage. Rồi mình sẽ đeo này vô. Đeo hết mấy cái bùa bọng bọng vô ha. Còn cái lọ này uống được gì không? Ôi ôi ôi. Ôi ôi, lọ này uống xong mình bị cháy. Oh my god. Trời trời trời, lọ này ghê quá hả? Lọ này uống xong mình bị cháy nè. Đồ nguy hiểm, không 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 không. Không nên giữ. Xích nữa thì đi mất tiêu rồi. Rồi còn cái này á thì mình biết cách dùng rồi. Mình phải niệm rất là lâu thì nó mới có thể kiểu như kích hoạt được. Đây, để bây giờ thì mình sẽ sử dụng lại cái này cho các bạn xem. Để lấy cái kiền xuống. Ấm ba la, phép thuật Queen Enchanted. Nó. Ôi. Oh my god. Ôi, sao đưa mình vô đây? Ui. Trời, làm phép thuật Queen gì chết rồi. Phép thuật Queen phép vô thẳng cái lòng spawn luôn. Ghê thiệt. Có xương à, tốt, có xương thì có gì mình làm thức ăn cho rồng. Im. Target Emerald. Sát. Xương, ok. Không quá tệ, lụm xương tiếp. Chủ yếu là mình lụm xương thôi. Kiếm gì đây? Rank cấp 1, vết luôn. Nói chung mấy cái gì mà mình nhắm không được thì mình vứt cho đỡ choáng chọn ha. Rồi, và ngoài ra thì mình còn lụm được một cái cuốn sách kiến thức mới nữa nè. Mình sẽ làm phép thuật Queen thêm một lần nữa nha. Mình làm thêm đúng một lần nữa thôi nha. Phép thuật Queen Charandis. Boom. Đấy. Được cái gì đây? Ui, mình được cái gì cơ? The Long Arm Up The Loud. You Sit Read Magic. À, mình được cái dòng Reach gì kìa. Piu piu. Có dùng phép được không? Ui, có dùng phép được đâu, bịp ơi. Nè, có hiệu ứng Reach gì nè. Sao không tìm chữ kit thì sao ta? Là Reach kit. Nhưng mà cái này là Reach không à. Ok, Reacher. Thôi, để mình đi lên đi. Thiệt tình á. Hồ biến quét nó xuống thẳng dưới tít lòng đất luôn ạ. Đúng là một pha làm phép đi vào lòng đất thiệt chứ. Mình như tới đất liền rồi nè. Ui giời ơi, tới thiệt. Cái này gần nhà mình không vậy? À hình như cũng gần nhà mình, ở nhà mình ở hướng bên kia. Bó tay luôn á, làm phép kiểu này chết rồi. Thôi không sao. Như vậy thì mình sẽ đi lên trên và tiếp tục cái hành trình đi khám phá của mình chung với những em dòng thôi. Đi em. Đi, không được. Không được ngủ tầm này đâu, tầm này mình phải đi chiến đấu chứ, mình mạnh rồi. Mình mạnh là mình phải đi quẩy chứ. Anh cho em lên 100 là mục tiêu là chúng ta sẽ đi cà khịa mọi thứ đó. Gặp cái gì là cà khịa cái đó. Ở đây có hai ba đàn quái luôn. Hai ba đàn quái hả? Im. Được em ơi. 10 điểm. Em mi 10 điểm. Đi cà khịa mọi thứ luôn ha. Ở dưới nước có em rồng gì cơ? Rồng vua cơ. À mình biết rồi. Đây là những em rồng của mình nè. Nè, đều có tên của mình cả thấy không? Thì gam ẻm đi qua đây chơi. Ok. Hiểu luôn. Quá nhiều em rồng, mình đi qua vùng này chơi ha. À mình thấy những con gà mà ưa cà khịa mình nè. Con gà mà chơi đồ á. Rồi đây. Nó nè. Ui nó tấn công à. Nó tấn công mình nè. Chết chưa cưng. Ủa chưa chết. Chết chưa cưng. Chết liền. Đấy. Cà khịa đi. Lực hoa quả không chừa một ai đâu. Này thì cà khịa mình ha. Bữa nay mình mạnh rồi. Mình quay là mình trả thù liền. Tưởng thế nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình đi khám phá cũng như là tìm thêm những cái quả trứng rồng mới ha. Hy vọng hôm nay sẽ có. Ui chưa.
Chưa, để tiêu diệt mấy con này đã. Tiêu diệt bớt mấy con này cái. Tại vì mình lúc mà mình không để ý là bọn chúng có thể cà khịa mình bất cứ kỳ lúc nào á. Mình thấy ở đây có một em rồng màu đen đen. Chính xác rồi. Đây là rồng Night Fury. Ăn. Ăn không? Thịt nè. Ăn thịt đi. Ôi ăn luôn. Dễ thương nha trời. Con này đi gà. Đi gà chỗ người ta đang. Đang coi Night Fury à. Đây, Night Fury nè. Vậy là mình đã gặp được Night Fury 2 lần rồi. Đã thiệt. Night Fury này cấp 70 mấy lần, 71 lần. Để mình coi coi gần gần đây có cái tổ Night Fury hay không. Gặp được Night Fury là có duyên lắm rồi đó. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình gặp được cái tổ của Night Fury luôn. Mi ơi, đâu rồi, Mi đâu rồi. Trời ơi, Mi ngủ mất tiêu rồi. Đi, đi chúng nha, đi vòng vòng đây kiếm kiếm tổ Night Fury coi. Tiếc tiếc nhờ, hai lần gặp mà không có gặp cái tổ ha. Đáng tiếc thiệt. Giờ mà gặp được tổ Night Fury chắc đã lắm. Ồ, bên đây lại có cái chỗ thiên thạch nè. Chỗ có mấy cái con người ngoài hành tinh màu xanh á. Người ngoài hành tinh màu xanh nè. Giờ đồng mi của mình quẩy là hơi bị căng. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Một mình chấp hết luôn. Một mình chấp hết luôn. Ồ, và không biết bên trong này nó có dấu gì không ta. Tò mò ghê á. Đợi mình xíu. Mình sẽ đi xuống dưới này. Mình coi thử coi. Nhiều khi ở bên trong cái thiên thạch này là một cái trứng rồng. Nó giấu á. Ui cái nhân nè. Meteorite core nè. Cái nhân bên trong nó còn ấy nữa cơ. Ui thiệt. Nó có dấu trứng rồng. Wow. Đập làm spawn. Ủa mà mấy con này mạnh quá nha. Mấy con ở trong này mạnh quá. Yes. Mình đoán chính xác rồi. Này thì nha, mấy con người ngoài hành tinh. Đây là Galaxy X. Trứng rồng Galaxy. Nè. Kiểu như trứng rồng vũ trụ vậy á. Trời ơi. Hết sảy con bà bảy luôn. Lụm về quá là đẹp. Yeah yeah. Quá đã. Rồi mở mấy cái túi này thử bằng mai coi. Lại cho mình thêm cái bánh quy nữa nè. Ôi mà bánh quy có cái dòng dead odium. Không ăn đâu. Ăn vô là dead luôn á. Nè có cái bánh này thì ăn được nè. Bánh này ăn chắc ngon à. Đấy bánh này ăn vô mình sẽ có may mắn với tốc độ. Quá là tốt luôn. Rồi giờ thì đi lên. Đập cho nước đi lên nè. Mình tiếp. Trên này còn nhiều quái lắm. Nhiều con ngoài hành tinh lắm. Thì ra bọn chúng ở đây là bọn chúng sẽ canh giữ cái quả trứng rồng ở bên trong. Ý giời ơi. Hên là hôm nay tự nhiên mình tò mò bên trong cái lụm luôn cái trứng rồng chứ. Quá xa im ha. Thôi giờ thì chắc mình cùng với em rồng sẽ đi tiếp thôi. Nữa. Ta lấy cái trứng rồng của ngươi thì ngươi tự ý thức mà bỏ đi chứ. Ta ấp giùm rồi. Còn đi theo đòi lại cái trứng cho bằng được á. Con này quá hư hỏng rồi. Hư hỏng thì mình sẽ tiễn nó đi luôn. Rồi làm một miếng bánh đi. Nãy đi mình quên đem theo đồ ăn. Giờ hết đồ ăn rồi một xíu mới đi về lấy thêm đồ ăn mới đi tiếp được. Em đồng mi cũng mất máu rồi nè. Chắc hồi nãy bị mấy cái con người ngoài hành tinh nó tấn công á. Thôi chịu khó xíu đi em. Xíu về nhà anh thưởng sao. Chịu khó đi mi. À và bên đây thì còn có một cái con thuyền cướp biển nữa. Mấy con này chán sống rồi. Lãnh địa của mình mà dám đóng thuyền cướp bóc các thứ. Ủa mà không có không có tên cướp biển nào trên thuyền hết. Buồn vậy. Phải có cướp biển thì mình mới cài khịa được chứ. Để coi hôm nay mình còn gặp thêm được cái công trình gì khác hay không nha. Mình đang đi rất là xa về hướng biển nè. Liệu rằng nè bên kia có nàng tiên cá nha Mạo. Mình không muốn bị mê hoặc tầm này đâu. Nguy hiểm lắm.
Sao hôm nay ra biển yên bình vậy? Lâu lâu thì gặp Thunder Room thôi, chứ không gặp em rồng hay là công trình gì luôn á. Hôm nay mình nhỏ tới vậy sao ta? Rồi lại gặp một cái hoang đảo nữa nè. Hoang đảo không có gì hết luôn. Quá nhỏ. Hôm nay không gặp gì luôn á. Buồn vậy. Mỗi bữa đi là công trình nha, liên tục. Hôm nay không gặp gì luôn. Chắc hôm nay không phải là ngày của mình khi đi ra biển rồi. Ủa, và có một cái điều không biết các bạn có để ý không, là khi rồng càng cao như bay cũng nhanh hơn hay sao á. Mình cảm giác bây giờ rồng mi đang bay rất là nhanh nè, và lót map nhiều khi còn không kịp á. Không biết có phải vậy hay không nữa. Mình thấy tốc độ hình như được cải thiện hơn một xíu á. Mi bay quá dữ luôn á. Một xíu muốn dừng lại là cũng hơi mệt đây. Hết tốc độ như vậy đáp đất mà không an toàn á là mất rất là nhiều máu đó nha. Nên cũng phải thiệt là cẩn thận. Nè, như vậy là đang lót map không kịp nè. Bay quá trời dữ rồi. Ê, chưa. Phanh lại. Hình như dưới này nó có cái gì á. Có quá trời những cái con canh gác luôn kìa, mà không biết chứ có đồ không ta. Ồ, tò mò ghê á. Nhiều khi ở dưới nó ém cái trứng nữa thì sao nhờ. Có nên tò mò không ta. Mình nghĩ nghĩ thử coi có lộ cái rương đâu. Mình thấy cái rương là mình lủi xuống liền á. Không thấy rương thì mình sẽ tạm thời tha. Ok, không thấy cái rương thì thôi. Tưởng đâu mà nó để lộ một cái rương thôi. Dù một cái thôi là mình lủi xuống liền đấy. Ở đây có cái con thùng lụt. Thùng luôn nè. Ui trời. Lần đầu mình đối đầu với thùng luôn. Cẩn thận. Mình phải giữ khoảng cách mới được. Thì con... What the hell. Trời. Oh my god. Holy. Mèn đét ơi. Con này nó ăn cái quần đùi gì mà nó mạnh dữ vậy. Giỡn mặt anh trai. Cạp nè, mình sẽ quýnh lén tiếp. Cạp nè. Quýnh lén luôn. Cạp không. Trả thù cho em mi liền. Ui. Mình đã chủ động mình né trước để mình giữ khoảng cách rồi mà nó vẫn bay theo để nó... Nó quật cái đuôi một phát là mình với em May đi luôn. Ghê thiệt sự. Nó còn rơi ra cái đầu lâu của nó nữa nè. Quá là ghê gợn luôn á. Ủa, và ở đây nó có một cái... Chưa. Ở giữa biển thì mình thấy nó có một cái hòn đảo gì nè. Và hình như nó còn có một cái con thuyền mà bị va vào hòn đảo nữa thì phải. Để mình bơi vô trong đó coi. Thôi, tình hình trong đó như thế nào ha. Mình sẽ lấy cây gậy sấm sét ra. Hồi nãy giờ chưa cho gậy sấm sét cơ hội thể hiện luôn. Cái này là chịu hội được sấm sét á. Đây. Ghê lắm á. Ủa sao kỳ á? Sao mình mất hết miếng trái tim à? Single shot, double shot, triple shot. À, nó còn đổi chế độ nữa. Cái này tấn công 3 hướng luôn á. Ủa, 3 cái luôn á. Triple mà. Rồi. À, đây là chỗ của kho tượng cua. Cũng như là một con thuyền hải tặc bị va vào bờ thôi. Ok. Cũng không có gì là đặc biệt lắm á. Hết rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ chiến đấu với cái con cua này thôi. Mình sẽ kích hoạt cái pho tượng này lên để cho nó tạo ra con cua ha. Và test thử cây gậy sấm sét luôn coi. Gậy sấm sét nè. Im. Gậy sấm sét cũng mạnh lắm á. Đấy. Thành hôm nay mình sẽ nấu ha. Cua nướng luôn nha. Mình sẽ nấu cua nướng luôn. Mà không đụng được, lấy kiếm đánh cho chắc. Đó, và khi mình dùng kiếm đánh
thì mình sẽ được một cái Water Essence rồi. Rất là đã luôn. Vô tình có thêm được một cái Water Essence ha. Hôm nay My có công rất là lớn luôn, nên mình sẽ thưởng cho My một xíu ha. Lấy thịt ra, cũng như lấy đồ ăn cho mình nữa. Thịt gác nấu xong rồi nè, hôm nay mình sẽ ăn đổi món đi. Ăn thịt gác nha. Ui ui ui, oh my god. Ăn thịt gác xong mình bay luôn rồi. Oh my god. Ui. Thịt gác đi quá trời bay rồi. Ui. Đây đây đây, mày về. Đấy, ăn đi em. Công rất là lớn trong ngày hôm nay luôn á. Ui ui, ăn no chưa? À no rồi, tới mình ăn làm miếng được coi. Bay quá. Ăn thịt này xong bay quá. Rồi, và trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì phần thưởng đáng giá nhất thì mình nghĩ đó chính là một cái quả trứng rồng Galaxy ha. Quả trứng rồng này thì có thể nói là cực kỳ đẹp luôn. Cho các bạn ngắm lại thêm một lần nữa nè. Đây, mình sẽ đặt xuống ngay đây đi. Ủa sao đặt xuống được? Ồ, trứng rồng Galaxy không đặt xuống được à? Hình như bị lắc hay sao á. Chứ bình thường trứng rồng đặt xuống được mà. Trứng rồng này không cho đặt xuống luôn nè, coi nè. Nó sẽ có ba cái sừng trên giữa trán nha, và hai cái cánh ở bên hai bên cơ. Rất là đẹp luôn. Mình rất là mong là cái quả trứng rồng này sẽ sớm được mình up ha. Và trong chuyến khám phá sau, liệu rằng mình có đủ điều kiện để cho hai em rồng còn lại lên cấp trưởng thành hay không ha. Đó chính là em rồng Hyroptera nè, cũng như là em Berteris ha. Hy vọng hai em này sẽ sớm trưởng thành để mình còn cưỡi đi khám phá nữa. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp ha. Bye bye.